Hello, xin chào cho mừng bạn đến với VR Academy. Mình là Gino từ VR Studio và ở video này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà có nhạc không bản quyền khi mà livestream trên YouTube. Và cái việc bị đánh bản quyền trên YouTube thì rất là nguy hiểm. Các bạn vào trình duyệt mà vào cho mình cái website razel.rock. Ở đây thì các bạn play in browser, các bạn hãy nhớ đăng nhập vào. Và khi mà đăng nhập thì các bạn sẽ có một cái stream. Cái này giống như là một cái radio các bạn, nhưng mà ở đây nó chỉ phát những cái nhạc không bản quyền thôi, thì nó sẽ chạy liên tục, các bạn không thể lựa chọn được các bạn nghe bài gì. Nó sẽ có một list nhạc bao gồm mấy ngàn bài đó, thì nó sẽ tự động chạy. Và khi mà các bạn livestream thì các bạn chỉ cần bật cái web này lên và đăng nhập vào nó và bật nhạc thì nó sẽ phát cho các bạn nghe từ đầu tới cuối luôn. Thì khi mà các bạn livestream thì các bạn không phải lo vấn đề bản quyền. Thì đây cũng là một cách khá là hay để mà lựa chọn những cái bài nhạc không bản quyền khi mà đang livestream. Hãy nhớ là khi mà đang livestream nha, chứ không phải làm video. Làm video thì chúng ta có những cách khác nữa, nhưng mà ở đây mình làm video này sẽ dành cho những bạn nào mà đang livestream và muốn những bài nhạc không bản quyền lúc livestream. Thì cái web này cũng khá là ok. Tại vì những cái bài nhạc ở trong web này là dành cho gamer, và những cái bài nhạc nó đều có những tính rất là sôi nổi, nó không quá buồn. Và thứ hai, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà tìm những cái nhạc mà nó livestream 24/7. Đa phần nha, đa phần những cái livestream 24/7 giống như nhạc nó, ví dụ như cái lofi hip hop radio ở đây đó, các bạn cũng thấy nó livestream 24/7 thì cái livestream nhạc nó sẽ chạy hoài luôn. Những cái livestream này thường nó chạy mấy tháng nữa các bạn ạ, hoặc là chạy không ngừng luôn, 24/7 mà. Nên các bạn có thể sử dụng nó bất kỳ lúc nào, và các bạn có thể yên tâm là 80% là những bài nhạc ở trên livestream, nếu như những bài nhạc đó nó bị đánh bản quyền thì nó sẽ đánh bản quyền ngay từ đầu luôn. Còn nếu như nó không có bản quyền từ những cái bài đầu tiên thì nó sẽ không có bản quyền những bài sau. Nó thường là những cái nhạc remix, là những cái nhạc đã được fix lại của mấy producer up lên để mà livestream cho tất cả mọi người sử dụng và nghe nó và chill. Nên các bạn có thể sử dụng cách này để bật những cái bản nhạc như thế này khi mà đang livestream chơi game. Nhưng mà lofi thì không phải là phong cách để mà tốt để mà chơi game. Thì mình khuyên các bạn nên search tầm R&B. R&B là một cái theo là nhạc khá là hay để mà chơi game. R&B 24/7 à. Đây chẳng hạn. Đây cũng là một cái livestream có khá là hay. Và các bạn để ý là số người livestream càng xem livestream càng nhiều ở những cái livestream nhạc này, thì các bạn sẽ biết là cái chất lượng của cái nhạc này rất là cao. Này 4.000 mấy người thì cái chất lượng của cái livestream này, những cái bản nhạc của nó thì rất là cuốn. Và các bạn nhớ để ý channel của tụi nó đó nha. Kiểu như là khi mà kiểu như là có thể channel của tụi nó là channel kiểu producer này nọ, nổi tiếng này nọ. Ví dụ như Alan Walker mà livestream 24/7 mà các bạn bật cái livestream đó là coi như các bạn sập liền. Vì vậy mình phải lựa chọn cách hợp lý. Chúng ta chỉ lựa chọn những channel nào phát lại những cái bản nhạc remix, đã được remix, thì tỷ lệ không bị đánh bản quyền nó sẽ cao hơn. Còn khi mà những người nổi tiếng, ví dụ như ca sĩ mà người ta phát nhạc của người ta, mà các bạn lấy nhạc đó về bật cũng như không luôn, các bạn sẽ bị đánh bản quyền. Vì vậy nên để ý thật kỹ. Thì đây là các cách để sử dụng nhạc không bản quyền khi livestream. Các bạn xem nội dung tại VR Academy, nếu có vấn đề gì thì hãy comment ngay phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp lại bạn ở video sau nha.